Chỉ vài tháng sau khi được cất cánh trở lại, một trong những chiếc máy bay Dreamliner 787 của Boeing lại bốc cháy và phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Heathrow tại Anh. Xem ra chiếc Dreamliner này đang trở thành cơn ác mộng của hãng Boeing. Ngày 12 tháng 7, một chiếc Dreamliner 787 của hãng máy bay Boeing đã bắt lửa ngay tại sân bay Heathrow của Anh. Khi chiếc Dreamliner vừa hạ cánh xuống, nhân viên sân bay Heathrow phải ngay lập tức phong tỏa đường băng để xử lý sự cố. May mắn là không có hành khách nào trên máy bay. Chiếc Rimliner vừa bị bốc cháy hiện đang được hãng hàng không Ethiopian Airlines của Ethiopia sử dụng. Nó vừa bay từ thủ đô Addis Ababa tới Nairobi của Kenya. Phía Boeing cho biết nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Dreamliner 787 có lẽ là dòng máy bay gây cho hãng Boeing nhiều rắc rối nhất. Trong 4 tháng đầu năm nay, tất cả máy bay Dreamliner 787 của Boeing đều bị ngưng hoạt động vì gặp lỗi kỹ thuật ở hệ thống ắc quy làm máy bay đột ngột bị bốc cháy. Hãng Boeing đã thay toàn bộ hệ thống ắc quy của những chiếc máy bay thuộc dòng Dreamliner 787 cùng lời cam kết sự cố hỏa hoạn sẽ không xảy ra. Nhờ vậy, Dreamliner mới được cất cánh lại. Nhưng chưa được 3 tháng, một chiếc Dreamliner lại bốc cháy. Uy tín của hãng Boeing theo đó bị tổn thất nặng nề, cổ phiếu trượt điểm đến 6%. Song cổ phiếu mất giá chưa phải là điều tệ nhất. Nếu cục hàng không Anh lại cấm Dreamliner 787 cất cánh, thì rõ ràng giấc mơ của Boeing đang trở thành cơn ác mộng lần thứ hai đối với hãng này.